Ngày 11 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ có quyết định số 1754 về việc thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19. Theo quyết định này, thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại khu 1 trường đạo Cần Thơ với 60 phòng, đảm bảo trang thiết bị nhu yếu phẩm phục vụ cách ly 400 người. Đây là khu cách ly dành cho công dân Cần Thơ đang sinh sống làm việc, học tập tại các tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ có nhu cầu trở về quê hương Cần Thơ.